Ok, video này mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái mà mình học được rất là cơ bản về JavaScript. Mình nghĩ là cái này sẽ hữu ích cho bạn. Mình tham khảo code này từ anh Sơn Đặng. Thì có gì mà anh không đồng ý thì mình sẽ xóa video. Tôn trọng người khác. Còn bây giờ mình bắt đầu luôn nhé. Mình sẽ nói rất là nhanh nhưng mà mình nghĩ là vừa đủ về cái Java này, JavaScript này, từ từ những cái căn bản nhất. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ có cái full name này. Full name này là một biến biến thì được khai báo bằng var, bằng let hoặc là bằng const. Ở đây là name đi, ở đây là last name thì ở cái giá trị ở sau này được gắn vào thì có thể là một số ấy, true, false, là true hoặc false, hoặc là một chuỗi này, một array hoặc là một function cũng được. Sau đó thì mình sẽ có một console log ra name và cái biến mà mình vừa khai báo và gắn cho giá trị. Alert là in ra thông báo của màn hình. Được, cái này nó sử dụng cho Chrome, cho HTML. Và con số lốc là hàm in ra. Ok, mình đến với cái tiếp theo nhé. Comment này. Thì các bạn có thể con Ctrl+C để comment, và các bạn nếu mà muốn comment nhiều thì các bạn gõ cái dấu này này, xong dấu thăng này, dấu sao này, xong bạn số dấu sao, xong dấu gạch ngang, xong ở trong này thì các bạn có thể comment mà không cần phải comment được nhiều dòng. Ok, thì mình đến cái tiếp theo đó là các hàm này. Thì ở đây ở đây thì có alert này, config này, protector. Mấy cái này thì nó chỉ chạy được khi ở trên Chrome thôi, còn cái trên trên Chrome thôi. Còn cái này, cái răn JS này nó không hỗ trợ. Thì mình có giới thiệu thêm cả hai hàm đó, set timeout và interval. Cái set timeout này nó sẽ chạy chạy cái hàm hàm code ở trong cái set timeout này này, như kiểu mình in ra get on no. Get on no ở đây là you are handsome. Thì nó sẽ set out, sẽ chạy chạy ra hàm này, xong vào một nghìn mili giây, như là 1 giây đấy. Rồi mình xóa mấy cái này thì vì nó không hỗ trợ nên nó sẽ không chạy ra sau nhé. Ok, mình xóa đi này, các bạn thấy không, đấy một thời gian sau rồi nó mới chạy. Cái này thì nó chạy liên tục, hàm set interval thì nó sẽ chạy chạy liên tục trong vòng 1.000 mili giây. Mình để ở đây 9 đi, thì nó sẽ đấy, các bạn thấy không, cái 7 này là nó in ra trước rồi này. Mình xóa nốt đi, không phải cái 7 đấy, chết on đâu rồi. Đấy, your handsome nó sẽ in ra sau vòng 1 giây. Mình cho chạy lại nhé. Ok, trong một giây nó in ra you are handsome, và sau đó thì nó mới thực hiện cả cái set interval này, thì nó sẽ in ra cái dòng ở trong cái set interval này và nó sẽ lặp lại sau 9 giây, sau thời gian một thời gian mình quyết định. Đây là sau 1 giây thì nó sẽ in ra liên tục rồi, các bạn thấy bên run không? Đơn thuần thì nó chỉ có thế thôi. Hai cái hàm này chắc là rất là sử dụng rất là nhiều nhé. Đến bài toán tử ấy, thì cũng giống mọi ngôn ngữ khác thôi, thì cái này nó sẽ có toán tử cộng, toán tử trừ, nhân, chia, chia lấy dư, ngũ ấy, hai tố hao là ngũ ấy. Đây mình thử in ra nhé. Ok, dòng thứ 17 đúng không? 17 đây. Như là ép này,
Yep, là ba ngũ ba đúng không? À, ba ngũ ba lần là 27, bạn thấy không? 27 cộng 47. Mình thử E đi, E là 1. E là 1. Bạn thấy không? E là chia lấy dư, 10 chia 3 lấy dư bằng 1. À, đây là phép phép toán tiền tố hậu tố. Tiền tố là nó đứng trước, đứng trước. Còn hậu tố là đứng sau. Thì các bạn cứ hiểu là nếu mà là tiền tố à hậu tố chứ là tiền tố à hậu tố chứ là các bạn cứ hiểu là a cộng cộng này thì nó sẽ như kiểu ở đây nhá và b sẽ được gắn là a cộng cộng đúng không? A cộng cộng ở đây mình clear hết đi cái này đi. Ok, thì a cộng cộng ở đây thì sẽ gắn cho b, thì cái giá trị a này nó sẽ, nếu mà a cộng cộng thì nó sẽ được gắn cho b trước, không nó mới được cộng cộng lên lên thêm một đơn vị. Thì mình con số lốc a, con số lốc b nhé, b này nó 27 đúng không, 10 này thấy chưa, nó được gắn trước xong nó mới được gắn a, nó gắn cho b được trước xong nó mới được cộng thêm một đơn vị. Thì mình in ra a luôn, nó vẫn được cộng thêm một đơn vị này, 11 này. Đấy các bạn thấy không? Thì bây giờ mình thử cộng thêm một số nhá, một số là 2 đi. Đấy các bạn, à, cái này thì nó lại khác rồi. Cộng cộng nó khác một. Rồi, cái này thì nó chỉ áp dụng cộng một đơn vị thôi. Rồi bây giờ mình thay a bằng trừ trừ đi. À, cộng cộng a đi. Thì cái này nó lại cộng, nó cộng cộng vào trước xong rồi mình gán cho b. Thì a này thì nó sẽ được cộng 1, cộng cộng là cộng 1 nên nó là cộng thành 11 và nó gán cho b. Thì mình ra b sẽ là 11. Và a ở đây nó cũng được bằng 11 này. Rồi mình lên cái tiếp theo nhé. Ở đây nó mình đang giải thích nhưng mà chắc không cần nữa. Bây giờ mình có một cái biến full name đi. Là người văn minh. Thì các bạn có thể gán ABCDEF là mình khai báo trên rồi nhé, thì mình có thể gắn cho nó như này để gắn cho cùng một đơn vị a, à, một giá trị ấy. Thì các bạn có thể cộng nhanh với a bằng 10 thì là bằng cộng bằng, thì nghĩa nó cũng tương đương này, nó tương đương là a sẽ bằng là a cộng 10, thì người ta viết tắt của nó là a cộng bằng 10 thì nó cũng tương đương như này nhá, không khác gì đâu. Ở dưới này thì nó cũng cũng tương tự thôi, tại vì à, tương tự trên thôi. Ở đây thì là b trừ bằng 10 thì nghĩa là b sẽ bằng b trừ 10, c sẽ bằng c nhân 10, d bằng d chia 10, e bằng e chia phần trăm cho 3 và f bằng f ngũ 2. Bây giờ mình thử con số lốc gọi f nhé, để mình xem f bằng bao nhiêu đó. F bằng 27 đúng không? 27 thì đây tổng từ 50 này, 100 này. À, F mình khai báo lại bằng 10 thì 10 ngũ 2 bằng 100. Đây, tổng từ 50 các bạn để ý này. Đây. Ok, thì mình thử thay bằng 100 đi. Thì nó ra là 10.000 này. Chuẩn luôn. Ok, mình cái tiếp theo nhé. Tiếp theo là cộng cộng hai biến. Cộng hai biến thì có hai kiểu. Có ba ba kiểu. Đó là các bạn có thể cộng như này. Các bạn có thể cộng 11 biến được, xong cộng với giá trị của biến kia thêm dấu cộng với giá trị của cái biến này, hoặc là các bạn có thể, cái này không in ra, ở đây mình in ra đây, thấy không, bình nguyên này, nghĩa là nó như nhau bằng cộng cộng với nhau này. Còn một cách nữa đó là các bạn có thể dùng cái dấu dấu này này, nó ở bên góc góc bên trên bên tay trái ấy. Đây đây này, giống này này, thì các bạn có thể viết viết cái biến ở trong này cũng được bằng cách các bạn viết chữ đô la này, xong các bạn dùng hai ngoặc nhọn này, xong ghi tên biến ở đây. Ok đấy, nó in ra minh này, tên biến là minh đúng không, đây tổng số 62 này. Đấy, có hai cách.
là các bạn có thể cộng từ dấu cộng để cộng các biến, hai là các bạn có thể cho vào dấu dấu ngoặc này này, dấu ngoặc này, ngoặc từ dấu huyền này. Rồi biến thì các bạn có thể để trong ngoặc nhọn và trước nó thì có một một ký tự là hình đô la. Tiếp theo là các bạn, mình sẽ giới thiệu ra hàm if. Hàm if này là giả sử mình khai báo hai cái a và b đi, nếu mà a lớn hơn b, if này có nghĩa là nếu mà a lớn hơn b thì in ra yes, và ngược lại thì in ra b. Cái con số này nghĩa là in ra b đây, quyền lock. Ok thì nó in ra no rồi, nếu mà a nhỏ a đây là a mà 1 và b là 2 thì cái nếu mà cái này thì là sai này thì nó sẽ không in ra yes và nó in ra no, cũng dễ hiểu mà. Rồi thì ở dưới này thì mình sẽ chia là if else này, và các bạn có thể dùng if và else, xong lại trong else lại có một if nữa, và các bạn có thể dùng nhiều else. Ở đây cũng thế, nếu mà a nhỏ hơn b thì in ra no thì nó sẽ không in ra no đúng không, và nếu mà a lớn hơn b thì nó sẽ in ra yes, thì nó phải in ra yes, và nếu mà a nhỏ a bằng b này thì nó in ra vuông, thì hai cái này nó sẽ không chạy và cái này nó sẽ chạy. Bây giờ cái tiếp theo là mình muốn giới thiệu đó là các toán tự so sánh, đó là bằng bằng nhỏ hơn, đây các bạn cho có màu sắc tí cho đẹp, bằng bằng lớn hơn bằng này. Lớn hơn nhỏ hơn bằng này, lớn hơn bằng này, lớn hơn và nhỏ hơn. Đây mình ví dụ đây, nếu mà a lớn hơn không và b lớn hơn không thì in ra a và b đều lớn hơn không, lúc ấy mình khai báo a và b là 1 và 2 đúng không, thì bây giờ mình sẽ bằng bằng này là nghĩa là bằng a bằng b, a bằng không và b bằng không thì nó sẽ không in ra tại vì nó không đúng. Ở đây thì mình sẽ cho bằng 2 vào cái 1 này, thì nghĩa là đúng thì nó sẽ in ra này, a và b a và b bằng lớn hơn không này. Thì ở đây là mình vẫn là cái nuôi mình ghi ấy, lớn hơn nhỏ hơn và lớn hơn bằng hoặc nhỏ hơn bằng thì nó cũng theo logic mà ghi ra thôi. Ở đây thì đây mình ở dưới mình có ghi này, lớn hơn và đây ở trên là dấu ba, quên mất mình chưa nói về dấu ba. Cái dấu ba này có nghĩa là cả hai trường hợp này phải phù hợp thì nó mới in ra, nghĩa là a phải bằng b, a phải bằng 1 và b phải bằng 2 thì nó mới in ra, còn một trong hai trường hợp sai thì nó sẽ không in ra. Còn ở dưới là dấu hoặc, hoặc ở đây có nghĩa là nếu mà một trong hai cái này đều một trong ba cái này này thỏa mãn thì nó sẽ in ra luôn. Đây các bạn thấy không, hai cái này có mỗi cái bên này thỏa mãn là nó lớn hơn một thôi, cái này nó a bằng một thì nó không lớn hơn một, và cái này nó a nó cũng không bằng không thì mỗi cái này phù hợp thôi, thì nó dựa theo dấu hoặc này thì nó sẽ vẫn in ra. Và các bạn cũng hiểu hiểu là cái dấu ngoặc này ở trong phòng hàm trong cái if này này thì nó có thể sử dụng nhiều lần, thỏa mãn nhiều điều kiện. Ok thì mình có thể sử dụng cái dấu hoặc và dấu va cùng một lúc này, nếu mà mình để dấu va ở đây thì nó sẽ không in ra đúng không, tại vì nó được hiểu là nó sẽ phù hợp với điều kiện này và điều kiện này, và điều kiện này thì nó không được rồi, điều kiện này nó không được rồi, hai điều kiện này nó không được rồi thì nên nó sẽ không in ra luôn. Thì bây giờ mình sẽ thay từ b bằng 2 thì nó in ra này, các bạn thấy không, đấy nó chỉ có thế thôi, không có gì khó cả. Ở đây thì mình giới thiệu thêm cái dấu sa dấu dấu khác này, dấu not này, thì các bạn cứ hiểu là trong hàm if này nếu mà trong cái này nó là true tức là nó đúng thì nó mới in ra được. Đây.
Đấy, nó in ra hello kìa. Nếu mà đây là full thì nó sẽ không in ra. À, nó không in ra. Bạn thấy không? Ok. Hẹn gặp lại ở phần 2. Nó chỉ có thế thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.